Vâng, xin chào anh chị và cô chú nha. Thì chiều hôm nay cửa hàng xe máy ô tô Nguyễn Thịnh về rồi con Toyota Innova đời cuối 2007 nha anh em. Platform mới nha, 4 cái vỏ mới luôn, mâm đúc 4 vỏ mới, túi khí luôn nha anh em. Nó đèn bi dưới cực kỳ đẹp chưa, biển số rất là đẹp luôn. Mang biển kiểm soát là 65E27319 ngay chủ luôn nha anh em. Mình đang đứng quý quyền lần đầu tiên luôn nha. Xe cực kỳ đẹp anh em nhìn nè. Anh em mua về đi dịch vụ đi gia đình chở đưa đón con đi học là ok luôn ha. Đó, quay gầm dưới cho anh em xem ha. Đó. Con này máy móc thì khỏi chê nha nè, bao em nha. Để quay sơ lược bên ngoài, ngoại thất, quay bên trong nội thất nha. Đó, cực kỳ đẹp chưa. Ghế da mới tinh luôn. Ghế da này là không về không gần rửa luôn nha em. Mới cực kỳ mới luôn, gót sàn đẹp luôn ha. Keo chỉ cửa đầy đủ luôn, không thiếu phân nào nha anh em nè. Đó, tấp lô tấp bi cực kỳ ngon luôn. Giá chỉ có 100 mấy triệu thôi anh em sở hữu được con Innova đời cuối 2007 rồi. Hai dàn lạnh, hai dàn lạnh ha. Túi khí luôn.